Phật, hôm nay là ngày 6 tháng 3 năm 2020, xin ngài diện cho hội hạnh đức cùng em gái thành dân đến thăm gia đình và trao tặng cho gia đình 500 ngàn. Thì cũng xin thay mặt gia đình cảm ơn quý vị rất là nhiều, chúc quý vị sức khỏe. Và hôm nay trao tiền là lần thứ 29. Nam mô A Di Đà Phật. Thay mặt cho gia đình con xin cảm ơn hội đức và chị em dân ở phương xa và các sư cô ở chùa Phước Liên để giúp đỡ gia đình con trong suốt thời gian qua. Con rất cảm